Hello, con Lục Khờ, con xin kính chào bà con, cô bác, cô chú, anh chị em, tất cả mọi người một lời chào yêu thương. Thì ngày hôm nay đến với một hoàn cảnh, đó chính là anh Thạch, một người ở Phú Yên phải rời xa gia đình vào miền Nam để bán vé số sinh sống. Thì ngày hôm nay con có chia sẻ với tất cả mọi người trên cộng đồng mạng, thì bằng tình yêu thương vô bờ vô bến trong cuộc sống này, trong cuộc cảnh này có người trọn vẹn thì có người bất hạnh hơn. Thì chỉ có tình yêu thương chia sẻ thì xuôi dòng thời gian, con xin tất cả mọi người hãy đi theo câu chuyện của con để chia sẻ về hoàn cảnh của anh Thạch bị tật. Thưa tất cả mọi người ạ, thì con xin chúc cho bá tánh vạn dân, tất cả mọi người thân tâm an lạc, sức khỏe vô biên. Để chia sẻ tình yêu thương trong cuộc sống này, xin mời mọi người hãy theo câu chuyện của con. Dạ, em chào anh nha anh. Hôm nay thì cũng cái duyên nên em được gặp anh. Thì em sẽ chia sẻ với anh về điều trong cuộc sống này cho quý vị khán giả xem được, hiểu được cái hoàn cảnh của anh. Thì ngày hôm nay anh cho em hỏi là anh tên gì dạ? Anh ạ. Dạ. Anh tên gì? Trần Văn Thạch. Trần Văn Thạch hả? Dạ. Dạ, anh tên Trần Văn Thạch, năm nay anh nhiêu tuổi vậy anh? 49 tuổi rồi. Dạ, 49 tuổi. À, anh quê ở đâu vậy anh Thạch? Phú Yên. Ở Phú Yên luôn hả anh Thạch? Dạ. Rồi, anh Thạch ở Phú Yên, vậy anh vào miền Nam này lâu chưa anh Thạch? Vào lâu rồi hả anh? Mấy năm. Mấy năm hả? Dạ. Vậy lúc trước ngoài Phú Yên anh làm công việc gì không anh Thạch? Cái tay bị tai nạn lao động. Dạ, tai nạn lao động. Bị tai nạn lao động gì ăn sao vậy anh Thạch, kể cho em nghe đi. Lao động hồng làm mía, chia mía anh á. Dạ, ở ngoài là anh làm mía làm sao, gốc mía hay là mình sản xuất cho công ty hay là làm sao vậy anh Thạch? Hồi đó là chặt mía, ép mía ra chia, rồi sau chia bị máy nó kén vô. Vậy là lúc mà anh đưa mía vô là đưa tay vô cái máy luôn hả anh Thạch? Dạ, rồi anh Thạch sóc vô. Rồi lúc đó là người ta có trả tiền bảo hiểm cho mình, tài trợ gì không anh Thạch? Trong phòng đó tư nhân không có. Dạ, lúc đó tư nhân không có. Dạ. Rồi lúc đó chưa, lúc mà nó cắt tay đó, bác nếu mà đem đến bác sĩ có cứu được không anh? Không, phải nát hết mà. Nát hết nè. Dạ. Dạ. Đó quý vị khán giả ơi, bây giờ anh chỉ còn có một tay thôi. Anh dở cái tay này ra cho quý vị khán giả coi cùng em nha anh Thạch. Dạ. Đó mọi người, anh chỉ còn một tay thôi. Dạ. Vậy nó có nhức không anh? Chuyển gió thì nó nhức mấy ngày. Vậy hả? Dạ, chuyện gió thì nó rất là nhức. Dạ. Mỗi ngày anh bán vé số thì anh lấy mấy tờ anh Thạch? Trăm mấy vé. Trăm mấy hả? Dạ. Nó còn mấy chục ngàn. Sao? Vậy còn mấy chục ngàn á. Thì em tiêu xài rồi, tiêu hết rồi, vậy còn được 60 á. Dạ, ngày trăm mấy là được trăm mấy tiền lời. Rồi tiêu xài bởi vì cũng còn dư có mấy chục ngàn thôi. Dạ, dạ, chứ anh lấy con trăm mấy thì chỉ được ít thôi anh ạ. Dạ, mọi người ơi, rất là xót xa và chạnh lòng khi mà con đến nơi đây. Con tâm sự và con chia sẻ với mọi người thì hoàn cảnh của anh Thạch như vậy đó mọi người. Cũng xa quê, vào miền Nam để sinh sống. Thì anh Thạch cho em hỏi là anh có gia đình gì chưa anh Thạch? Có, anh có gia đình hả? Anh có mấy người con vậy anh Thạch? Hai người hả? Dạ. Vậy các con đồ gì vợ anh ở đâu anh Thạch? Trong này thì cũng mầm lên rồi, một chỗ quá rồi, chia tay, vợ con chia tay hết rồi. Dạ, dạ. Hai con hả? Vậy hai con anh đang ở quê hả anh Thạch? Dạ, dạ. Rất là xót xa và chạnh lòng thưa quý vị khán giả.
Rồi anh vào miền Nam đi bán giấy số ở trọ gì, một tháng tiền trọ bao nhiêu lần anh? Trọ thì nếu ở một mình thì tháng ăn uống nước non thì nó cũng hết cả triệu chứ. Dạ, hết cả triệu. Dạ. Là tháng nào anh cũng cũng đóng cả triệu ha anh? Đúng rồi. Dạ, phải rồi, ở trọ mà anh, tiền điện nước này kia kia nọ, quý vị khán giả. Dạ, rồi anh bán vé số gì, mấy giờ anh đi, ví dụ lấy vé số buổi chiều mấy, hả anh, vừa sổ số xong là lấy hả? Không, đúng giờ bây giờ đi nè, 6 rưỡi cũng đâu đi rồi. Dạ, vậy là anh bán tới tối, rồi tối mấy giờ anh Thạch mới về? 9-10 giờ về, rồi xong rồi sáng mai có đi nữa không anh? Đi thì bán hết số không còn thì sáng đi nữa chứ. Vậy hả, dạ. À, dạ, vậy em hỏi anh, con anh lớn hết chưa anh Thạch? Con lớn rồi. Con lớn hả? Vậy là hai người con. Rồi con trai hả, gái anh Thạch? Gái trai luôn. Vậy là con đầu lòng là con gái hả anh trai? Con gái. Vậy con út con trai hả anh Thạch? Rồi vậy là bé gái là mấy tuổi rồi? 21, 20 gì đó. Dạ, vậy là 21 tuổi. Vậy bé trai nhiêu anh Thạch? 18 à, dạ. Vậy là các con của anh Thạch ở ngoài quê còn đi học không? Nghỉ trong lao động đó rồi. Nghỉ vậy là... học. Dạ, vậy anh cho nghỉ sớm ha anh. Dạ. Rồi cũng ở ngoài quê đi làm á ha anh Thạch? Cũng đi làm, thôi mướn rồi vậy. Dạ, dạ. Vậy là chiều giờ à, anh đi bán giấy số và anh ăn gì chưa? Sắp ăn rồi. Dạ. Sắp ăn rồi á. Dạ. Anh ăn rồi mới đi nữa ha anh. Dạ. Anh ơi, nó nhức nhiều không anh? Nhức nói chung cũng quen rồi, chứ mà trời động nó nhức cũng như bây giờ mà nó nhức mỗi ngày qua rồi. Dạ. Giờ cũng bớt rồi. Dạ. Nó phát triển trước ngày á. Dạ. Vậy là trước ngày là anh biết được nó nhất ha anh? Báo trước là cũng như là báo một tiếng trước rồi. Dạ. Ôi, khán giả rất là chạnh lòng. Anh dở lên nha anh, dạ. Đó, nó nhất là nó giật tật luôn ha anh. Dạ. Đâu, ồ, nó giật kìa, cái gì khán giả, dạ. Nó giật gì luôn mọi người. Dạ. Quê anh xa nhà vậy, anh có về nhà thăm con thường không anh? Nửa năm về lần. Nửa năm mới về, dạ. Dạ. Rất là chạnh lòng và xót xa, thưa tất cả mọi người à. Trong cuộc sống này thì có người lành lặn, có người mở ra những cánh cửa thiên thần, mở ra nhiều cánh cửa ước mơ. Nhưng đối với anh Thạch, thưa tất cả mọi người ạ, bước vào đời trong hoàn cảnh khó khăn, lúc đó gia đình cũng khổ nên anh Thạch phải đi vào làm trong một công ty mía, ép mía đó mọi người. Phải sơ sức một nhỏ thôi mà phải đành, phải bỏ cánh tay của mình luôn. Thì mỗi đêm thì anh cũng nhiều trăn trở lắm. Cũng mong muốn là bán để kiếm tiền, để sinh sống qua ngày. Anh Thạch ơi, nếu như mà em hỏi em một điều này, nếu như có một điều ước mơ, thì anh Thạch sẽ ước mơ điều gì dạ anh? Châm thì mơ ước em có sự mơ ước dạ. Dạ, thì anh nói đi, anh nói lên cái nỗi niềm, cái mơ ước của anh đi, khán giả trên cộng đồng mạng. Có thương anh thì cũng hiểu được. Anh mơ ước điều gì? Nói chung thì mơ ước thì bây giờ nói chung con ở vơ, nói chung là một tập tạm thôi, chứ còn mình nhà cửa cũng còn nữa. Dạ. Con cũng ở nhờ chạy thôi. Dạ. Vừa góc phải. Dạ. Đó còn mình dành dụng rồi đấy. Dạ. Dạ. Anh cũng ước mơ là có một cái gia tiền để về quê sửa lại mái nhà hả anh? Và một ước mơ nho nhỏ thì Phật có thương anh, sẽ chứng cho nỗi lòng của anh mơ ước nho nhỏ. Thưa anh ạ, thì đến ngày hôm nay đủ duyên lành thì có một người chị, thưa anh ạ, chị ấy tên là chị Linh. Chị Linh ở Mỹ có cũng hiểu được hoàn cảnh của anh Thạch, nên chị Linh cũng thương gia cảnh của anh,
đó tật nguyền cũng bươn chải trong cuộc sống, nên chị Linh đã nhờ em trao tặng cho anh một cái phần quà nho nhỏ, đó chính là 500.000 để cho anh có thể xoay sở trong cuộc sống, thì em xin trao tặng cho anh nha anh Thạch. Dạ rồi, em xin trao cho anh Thạch 500.000 nha anh Thạch, đó để cho anh xoay sở trong cuộc sống. Bây giờ đây Thạch cũng cảm ơn cô Linh giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của Thạch, cũng có nhiều ơn sức khỏe của Linh trên nhất, như vậy giúp gia đình của Linh mạnh mẽ, sức khỏe dồi dào, sức khỏe nhé. Dạ rồi, chị Linh sẽ nghe được những lời chúc, và chị Linh nghe được những lời chúc của anh thì chị Linh cũng sẽ vui. Thôi thì một buổi trò chuyện của em thì em xin tạm ngừng ở đây nha anh Thạch, để cho anh ăn uống rồi để anh còn đi bán vé số một buổi tối nữa. Một lần nữa con xin cảm ơn khán giả xa gần cộng đồng mạng đã lắng nghe nỗi niềm và tâm tư của anh Thạch. Dạ em chào anh Thạch nha. Rồi.